Báo Thái Lan châm chọc Công Phượng, cả mùa đá 1 phút, không bàn thắng vẫn được gia hạn hợp đồng. Truyền thông Thái Lan tỏ vẻ bất ngờ trước thông tin Công Phượng được câu lạc bộ Yokohama Fan Club gia hạn hợp đồng. Ngày 7 tháng 1, trang chủ của câu lạc bộ Yokohama Fan Club, Nhật Bản, thông báo gia hạn hợp đồng với hai cầu thủ, trong đó có tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cựu ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục gắn bó với Yokohama Fan Club đến hết mùa giải 2024. Thông báo này cũng dập tắt những đồn đoán rằng chân sút người Nghệ An có thể trở về Việt Nam sau khi Yokohama bị xuống hạng. Thông tin mới nhất về Công Phượng lập tức gây chú ý với truyền thông Thái Lan. Trang gôn phiên bản tiếng Thái đặt dòng tiếp, đá 1 phút, ghi không bàn, Công Phượng vẫn được gia hạn hợp đồng ở Yokohama Fan Club. Công Phượng chỉ được thi đấu đúng 1 phút ở mùa giải trước nhưng lại tiếp tục gắn bó với Yokohama Fan Club. Tại mùa giải 2023, tiền đạo này không có cơ hội ra sân ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản, J-League 1, dù chỉ một trận. Anh chỉ vào sân đúng một lần ở Luan Cup, trong trận thua 2-3 trước Nagoya Grampus và chỉ thi đấu 1 phút. Trong khi đó, thành tích của Yokohama Fan Club cũng chẳng khá khẩm gì. Họ thi đấu 34 trận ở giải vô địch quốc gia, chỉ thắng 7, hòa 8, thua tới 19 trận, đứng cuối bảng xếp hạng và phải xuống hạng J-League 2 vào mùa 2024. Tất nhiên, việc gia hạn hợp đồng với Yokohama Fan Club cũng dập tắt những tin đồn rằng Công Phượng sẽ trở lại V-League thi đấu sau khi không có cơ hội ra sân ở xứ sở Samurai, tờ Gôn viết. Khá tương tự, tờ báo nổi tiếng Siambok cũng đưa ra những bình luận thể hiện sự bất ngờ. Ở mùa giải vừa qua, Công Phượng chỉ đá đúng 1 phút cho Yokohama Fan Club tại giải Luan Cup. Cầu thủ 28 tuổi này không có tên trên sân dù chỉ là một trận. Thế nhưng, Công Phượng vẫn có cơ hội góp mặt trong cuộc đua săn vé thăng hạng J-League 1 mùa tới. Việc huấn luyện viên Shuhei Yomoda được gia hạn hợp đồng cũng là một bất ngờ. Huấn luyện viên 50 tuổi này không thể giúp đội bóng trụ hạng ở mùa giải 2023. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn tin tưởng vào nhà cầm quân này để cùng đội bóng thi đấu tại J-League 2 mùa 2024. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shuhei Yomoda, tương lai của Công Phượng bị đặt dấu hỏi. Có thông tin cho rằng anh sẽ không tiếp tục gắn bó với đội bóng. Thế nhưng cuối cùng, câu lạc bộ vẫn giữ anh lại trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Về cơ bản, việc được gia hạn hợp đồng tại Yokohama Fan Club chưa hẳn đã là tin vui với Công Phượng. Trong mùa giải mới, nếu vẫn không được trao cơ hội thi đấu, rất có thể tiền đạo xứ Nghệ sẽ ngày càng sa sút phong độ. Vài năm trước, Công Phượng từng là trụ cột trên hàng công của tuyển Việt Nam, chơi khá tốt ở nhiều giải đấu, trong đó nổi bật có ASEAN Cup 2019. Thế nhưng thời gian gần đây, anh liên tục bị huấn luyện viên Tusi gạch tên khỏi danh sách đội tuyển tham dự vòng loại World Cup và vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Hy vọng rằng tại giải J-League 2, đấu trường có trình độ và sự cạnh tranh thấp hơn so với J-League 1, cộng với sự thay đổi về lực lượng của Yokohama Fan Club, Công Phượng sẽ được ra sân nhiều hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.